Ngày nay mình chơi thật vui, chơi thật vui đây nhé. Mình nhún nhảy trên chiếc vòng quay thật thích này. Ôi chiếc bồng keo, bồng đi sao thế? Mình nên làm gì đây? Giúp con được không? Mà của con chiếc bồng rất khó chịu. Bồng rất khó chịu nhưng con muốn được chơi. Con hãy mau ngồi ở đây nghỉ ngơi, sẽ thấy dễ chịu hơn. Sau khi ăn nên nghỉ một chút, con yêu à. Tốt hơn rồi. Sao rồi? Bụng rất khó chịu. Mẹ ơi, mẹ ơi, hãy giúp con. Con hãy đi vệ sinh thật nhanh, sẽ thấy dễ chịu hơn. Hãy nhớ nên đi vệ sinh khi đau bụng. Các con có muốn uống nước chanh không? Đồ chơi ở kia hãy cất chúng đi, khi các con chơi xong nên dọn ngay. Làm cùng nhau nào con, sẽ rất nhanh thôi. Con ơi mau mau ta dọn dẹp, hãy cất đúng nơi các con à. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Đồ chơi làm chân ba rất đau, khi các con chơi nên xếp gọn gàng nhà. Làm theo lời ba hãy cất chúng đi, con ơi mau mau dọn dẹp nhanh nào. Mình cùng nhau cất những khối xếp hình, dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Đến giờ ăn trưa rồi. Ôi nóng nóng quá. Nhìn xem đồ chơi quần áo khắp nơi, các con hãy mau dọn dẹp ngay. Làm theo mẹ và ba cất chung đi thôi, cất đúng nơi nhé các con à. Mình cùng nhau sắp xếp gọn gàng, dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Nhìn con kìa. Nhìn xem đồ chơi ở khắp nơi, con yêu hãy mau dọn dẹp ngay. Làm theo mẹ và ba cất chung đi thôi, cất đúng nơi nhé con yêu à. Mình cùng nhau sắp xếp gọn gàng, dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Oh!
Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch sẽ nha. Giỏi lắm các con yêu. Thật là vui. Yeah. Mỗi ngày cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé. Hãy cẩn thận nha. Trên sàn nhà rất trơn này anh. Ôi không 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 lại ngã đau. Không sao đâu con à, hãy đứng lên. Mẹ ba luôn bên con chăm sóc mà. Nếu chúng ta trượt ngã thì nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Chúng ta phải làm gì để không gặp tai nạn khi chơi? Lau khô sàn nhà. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé. Hãy cẩn thận nha. Con muốn lấy gấu bông thật xinh. Ôi không không con lại ngã đau. Khi muốn lấy thứ gì nên nói với ba mẹ. Hãy nhớ nhé các con à. Nếu bị ngã thì chúng ta nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Phải làm gì để không gặp tai nạn khi lấy đồ trên cao? Gọi mọi người giúp đỡ à. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé. Hãy cẩn thận nha. Ôi không em ngã rất là đau. Ô tô sao lại ở đây? Không sao đâu mà đi khóc nhé con. Mẹ ba luôn bên con chăm sóc mà. Nếu bị ngã thì chúng ta nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Phải làm gì để không gặp tai nạn khi chơi xong? Cất đồ chơi gọn gàng à. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé. Hãy cẩn thận nha. Làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Chúng ta phải làm gì để không bị đứt tay? Không chạm vào những vật sắc nhọn ạ. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé. Quả táo màu
hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào con xem này, màu đỏ, này, màu vàng, xanh lá, xanh dương. Con hãy mau chọn màu nước ép nào. Màu xanh dương, thật thích màu xanh dương. Nào con hãy tìm màu xanh dương, nước ép sẵn sàng ngay. Quả việt quất màu xanh dương. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào con xem này, màu đỏ, màu vàng, xanh lá, xanh dương. Con hãy mau chọn màu nước ép nào. Đỏ tươi màu con thích. Đỏ tươi màu con thích. Đỏ tươi con tìm đi nhé, nước ép sẵn sàng ngay. Quả dâu tây màu đỏ. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào ta xem này, màu đỏ, màu vàng, xanh lá, xanh dương. Ba hãy mau chọn màu nước ép nào. Màu vàng đây, màu ba thích. Màu vàng đây, màu ba thích. Vàng tươi, ba tìm đi nhé, nước ép sẵn sàng ngay. Quả chuối này, màu vàng. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào mẹ ơi xem này, màu đỏ, màu vàng, xanh lá, xanh dương. Mẹ ơi hãy mau chọn màu nước ép nào. Màu cam mẹ rất thích. Màu cam mẹ rất thích. Mẹ ơi hãy tìm màu cam nhé, nước ép sẵn sàng ngay. Quả cam này màu da cam. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nước ép trái cây thật là ngon. Cá thật nhiều màu sắc. Hãy nhớ đèn đỏ nghĩa là dừng lại. Con sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Làm lại nhé con yêu. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Đèn xanh có nghĩa là đi tiếp. Du 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 du. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Theo ba nào. Du 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 du. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Con có nghĩ mình có thể làm được không? Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Khi dừng lại, chúng ta cần đợi một chút. Du 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 du. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Con đã hiểu rồi đó. Du 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 du. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Là nó kìa, con gần đến nơi rồi. Cẩn thận con yêu. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du.
Đu đèn đỏ ta hãy dừng lại. Đu 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 đèn xanh đi 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 đi, đèn màu xanh đi tiếp nào. Đèn xanh kìa, mình đi tiếp thôi. Chú ý nha, đèn đỏ dừng lại. Giỏi lắm con yêu. Đèn xanh kìa, mình đi tiếp thôi. Chú ý nha, đèn đỏ dừng lại. Ngon quá. Wow, nhiều đồ chơi quá. Chúng ta sẽ chơi thật vui vẻ cùng những đồ chơi này. Bé John, hôm nay con đã mang theo gì? Khủng long Dino cao cao cao. Cậu ấy có thân hình to lớn. Wow. Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Mình phải làm sao đây? Cậu có thể cho tớ chơi với Dino không? Không, của tớ. Tớ thích Dino lắm. Rất là vui. Jacob, hãy cho các bạn xem đồ chơi của con. Yay! Nhìn xem chiếc xe này đi thật nhanh. Zoom, 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 zoom. Mình rất thích. Wow. Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Mình phải làm sao đây? Ta chơi được không? Không. Giỏi lắm. Joe, con đã mang theo gì nào? Nhìn xem Fluffy, chú gấu nhỏ, mềm mại xinh xắn, thật yêu lắm. Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Giờ mình phải làm sao đây? Đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp đỡ bạn ấy. Đồ chơi cũng là bạn tốt của mình. Nào cùng nhau chăm sóc. Chơi. Chia sẻ là quan tâm, phải không? Chia sẻ đồ chơi, các bạn ơi. Chia sẻ đồ chơi nào sẽ rất vui. Yeah. Chơi với nhau, thích chưa đây? Ta không nên chơi một mình đâu. Đến lượt con rồi, Mia. Chơi với nhau, thích chơi đây. Ta không nên chơi một mình đâu.
đừng nên bé à. Em ơi, cha cho tay vào, tay mình không sạch sẽ. Không nên quay mũi em à, vi khuẩn sẽ chui vào. Không nên cho tay vào mũi mình khi khó chịu đâu nhé. Khi tay ta không sạch sẽ làm đau mũi mình. Chẳng thích chút nào.